cuộc sống á, có những cái thắc mắc mà đôi khi mình khó trả lời, rồi mình đi hỏi người này người kia mình không biết cách trả lời. Thì có những cái câu hỏi mà thật sự mình biết trả lời như thế nào. Thì có một cái câu hỏi mà nhiều người hay hỏi, đó là khi mình đang sống tử tế mà có người tệ với mình thì mình sao? Thì đơn giản mà, khi có ai đó xử tệ với mình thì mình vẫn cứ xử tốt với họ nếu có thể. Không phải là để chứng minh mình cao thượng, cũng không phải là để cho cả thế giới thấy mình thật tốt đẹp ra sao, còn họ tệ đến mức nào, đối xử tốt với họ chỉ đơn giản là vì mình không giống họ thôi. Không cần phải cố chứng minh rằng bản thân mình tốt đẹp thế nào, bởi vì thời gian sẽ tự làm điều ấy vào một ngày nào đó. Đối xử tốt với họ để cho họ biết rằng là mình sẽ không bị họ ảnh hưởng tiêu cực, càng không vì họ mà bị vướng vào vòng luẩn quẩn của những sân hận. Đời người nói dài thì thật sự không dài, ngắn thì cũng không có ngắn đâu. Dành quá nhiều thời gian cho những điều thật tệ hại đó, thì có phải là phung phí những cái giây phút đáng ra mình dành cho những điều tốt đẹp không? Rồi đối xử tốt với họ là không phải là để tạo cái điều ác cho chính mình. Người khác đối xử với bạn thế nào đó là chuyện của họ, bạn đối xử với họ thế nào là chuyện của mình. Cho nên không có sợ người nói xấu, chỉ sợ mình làm xấu thôi. Việc của mình là sống tốt cuộc đời của mình, để không ai phải trả giá đắt cho những điều xấu mình làm. Đối xử tốt với họ và hy vọng họ nhận ra đâu là cái điểm dừng cho những điều không tốt. Nếu hy vọng không thành thì cũng không sao cả, ít nhất mình cũng thấy tự do thanh thản với cuộc sống vì những điều tốt đẹp mình đã trao đi. Người không tốt với mình thì mình càng phải tốt với họ. Khi tâm mình bình yên thì chẳng có sóng gió nào lung lay được hết. Còn chuyện của họ, họ muốn làm gì làm. Luật nhân quả có đó mà, đôi khi phải bận tâm làm gì. Ai không tốt với mình, chuyện của họ. Đừng bận tâm, đừng xét đoán. Để dành thời gian cho những người mình yêu thương chứ mắc mớ gì. Mình dành thời gian cho những cái người đó chi cho nó mệt ha. Cố gắng lên.